cả nhà, Mita quay trở lại với cả nhà trong một series chăm sóc sức khỏe chủ động. Và hôm nay Mita giới thiệu với cả nhà cách làm một cái thanh năng lượng, thanh dinh dưỡng hoặc thanh protein giúp cho bạn bổ sung năng lượng, bổ sung dinh dưỡng, bổ sung protein khi mà bạn quá bận rộn hoặc là bạn cảm thấy bữa ăn của bạn chưa đủ dinh dưỡng, chưa đủ protein thì bạn sẽ bổ sung vào ha. Cái thanh này có thể mang đi học này, có thể mang đi làm này, có thể mang đi cắm trại, mang đi chơi vân vân, khá là ok, không thành vấn đề. Như vậy thì cái thanh dinh dưỡng này nó gồm có những thành phần nào? Đó. Thành phần chính của cái thanh dinh dưỡng đó chính là các loại hạt, như là hạt gì bạn có ở trong nhà có thể ăn được, như hạt hạnh nhân, hạt ốc học, hạt bổ ốc, hạt điều, hạt mắc ca, hạt ham, hạt chia, hạt lanh, hạt vân vân, hạt gì mà bạn có thì bạn có thể ăn được thì bạn đều có thể sử dụng làm cho cái thanh dinh dưỡng của các bạn được hết đó. Thứ hai là nguyên liệu kết dính. Nguyên liệu kết dính kết hợp với chất tạo ngọt là tốt nhất, đó chính là quả chà là, các bạn đó, đó chính là quả chà là. Quả chà là đó là những cái nguyên liệu kết dính rất là tuyệt vời kết hợp với chất tạo ngọt. Nhưng nếu bạn cảm thấy khó khăn để mua cái nguyên liệu như vậy thì có thể sử dụng mật ong hoặc là một loại đường thay thế kết hợp với nước đó. Ngoài ra một nguyên liệu kết dính mà Mita rất thích nữa đó chính là dầu dừa các bạn. Dầu dừa các bạn sẽ làm cho nó tan chảy ra rồi sử dụng, vừa bổ sung thêm năng lượng, vừa bổ sung thêm chất chống oxy hóa và một số cái axit rất quan trọng cho sức khỏe của các bạn. Và một cái nguyên liệu cuối cùng đó chính là chất tạo vị, hương và cũng như tăng thêm cái chất chống oxy hóa nữa, tăng năng lượng, tăng dinh dưỡng nữa, cái phần đó Mita thích lắm. Ở đây bạn có thể sử dụng như là cacao, bạn có thể sử dụng cacao để làm hương vị như là thanh dinh dưỡng cacao đó. Bạn có thể sử dụng như bột cỏ lúa mì thì để sử dụng thanh dinh dưỡng cỏ lúa mì đó. Bạn có thể sử dụng bột táo này thì là thanh dinh dưỡng là chlorella ha, chlorella. Hoặc là bạn có thể sử dụng bột táo này, đây là táo spirulina hoặc là bạn có thể sử dụng matcha trà xanh thành là thanh dinh dưỡng matcha trà xanh. Bạn có thể sử dụng quế vân vân, những cái gì bạn có, hoặc là bạn có thể kết hợp chúng lại với nhau, ok hết, không vấn đề gì hết. Và để tăng thêm cái hương vị của cái món thanh dinh dưỡng của bạn thì bạn thêm một chút muối thôi để tăng thêm dinh dưỡng. Và chất bảo quản ở đây là gì? Chất bảo quản mà Mita thường nhắc nhở các bạn nên sử dụng chất bảo quản tự nhiên tuyệt vời đó chính là chanh, và sử dụng một ít chanh để cho chất bảo quản của các bạn tốt hơn. Sản phẩm này được sử dụng khi nào, bao lâu thì đã hết hạn sử dụng. Sản phẩm này khuyến khích được bảo quản trong tủ đông trong vòng 6 tháng, khá ok, không thành vấn đề. Nhưng thời gian bạn để lâu trong tủ đông thì nó sẽ cứng lại, và bạn để xuống tủ mát thì nó mềm ra một tí rồi bạn ăn nếu mà răng của bạn không được khỏe cho lắm. Còn bạn để trong tủ mát thì 2 tuần ok, không có vấn đề gì cả, bạn yên tâm vào điều đó ha. Dụng cụ để làm cái này như sau. Thấy các bạn nguyên liệu đã có rồi đúng không? Cách bảo quản cũng như khá thích hợp rồi đúng không? Thì bây giờ nguyên liệu làm thì nó, dụng cụ thì làm nó có phức tạp hay không? Thực sự bạn không cần bất kỳ một cái dụng cụ nào cả. Hôm nay Mita dùng cái food processor, có nghĩa là một cái máy trộn hết cái nguyên liệu đó lại. Tuy nhiên nó không thật sự là cần thiết, bạn có thể trộn bằng tay cũng được, đương nhiên là cái hình dạng của bạn nó sẽ khác với của mình một chút xíu. Thì lựa chọn tốt nhất là sử dụng cái máy này, nhưng mà bạn không có thì cũng không có nghĩa là không làm được cái thanh dinh dưỡng này ha. Và bạn phải cần một cái khay, có nghĩa là khay này để đựng đồ thôi. Mình sử dụng một cái loại giấy để lát nữa mình lấy ra cho nó đơn giản. Bạn có thể sử dụng, đây là giấy nướng bánh, một loại giấy dầu rất là an toàn. Bạn có thể sử dụng là một cái màng bọc thực phẩm khá ok, tuy nhiên là nó hơi có plastic thì mình không thích. Tốt nhất là bạn sử dụng cái giấy thực phẩm này, mà nếu không có thì du di một chút xíu. Đó là tất cả những cái gì mà mình chia sẻ cơ bản nhất, và hy vọng bạn có thể sẵn sàng để chuẩn bị làm cái món
này gọi là thanh dinh dưỡng, thanh năng lượng, thanh protein. Vậy ta tóm lược lại đây như sau để cho các bạn có thể biết cách để làm một cái thanh dinh dưỡng cơ bản. Hôm nay mình hướng dẫn một cái thanh dinh dưỡng cơ bản. Đó, đây là nguyên liệu chính, là các loại hạt bạn có, hạt gì bạn có thì bạn sẽ xài. Đó, nguyên liệu cách dính và chất tạo ngọt đây như là đường nè, đường thay thế, đường cỏ ngọt, như là quả trà là, như là quả sum, như là mật ong, và nước cũng như là dầu dừa để kết hợp nó lại, cái dính tất cả các nguyên liệu nó lại. Và cái phần tạo hương, bạn có hương gì thì tạo hương đó ha, có hương gì thì tạo hương đó. Chất bảo quản ở đây là chanh, và chúng ta hoàn toàn có thể làm cái này tại nhà, đơn giản, bổ dưỡng, không giống như ngoài tiệm đâu, tuyệt vời lắm. Ngoài tiệm toàn là đậu nành không à. Và ôi, nói chung là thôi quên cái chuyện ngoài tiệm đi. Ok, hôm nay Mita sẽ hướng dẫn tại đây cái món thanh dinh dưỡng sô-cô-la nhé. Nguyên liệu của Mita sử dụng hôm nay đó chính là hạt bổ ốc 100g, hạt hạnh nhân 100g, hạt, cái này là gì nhỉ, yến mạch 100g, hạt chia 30g, hạt lanh 50g. Mita sử dụng cơm dừa khô, Mita rất là thích cái này, nên là dùng 50g cơm dừa khô. Đó chính là tất cả những phần hạt. Xử lý hạt như thế nào? Tất cả những loại hạt gồm các hạt bổ ốc, Mita ngâm trước 2 tiếng đồng hồ. Hạt hạnh nhân, Mita ngâm trước 4 tiếng đồng hồ, sau đó rửa sạch. Cái này, đây là hạt hạt gì nhỉ? Quên mất tên. Yến mạch, hạt yến mạch Mita rửa sạch và ngâm trước 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng đồng hồ đây, nãy giờ là như thế này. Đây, và chất tạo ngọt Mita chọn, chất tạo ngọt và cái chính Mita chọn một nguyên liệu cực kỳ đơn giản để cho cả nhà có thể làm được. Đó chính là mật ong, Mita dùng mật ong thì mọi người ở nhà dễ mua, dễ tìm, dễ kiếm, dễ thấy. Mita dùng 50g mật ong các bạn nhé, 50g mật ong và 50g dầu dừa để làm nguyên liệu cách dính. Đó, dính cái phần này không xài cho hôm nay, cho xuống dưới. Nếu như nó chưa có đủ thì thêm một chút nước. Đó, rồi hương Mita dùng hôm nay đó chính là sô-cô-la. Mita dùng là 30g sô-cô-la. Bạn có thể dùng 50g nếu bạn muốn nó vị đã đắng hơn. Những cái phần này không xài, bỏ xuống. Mita sẽ thêm một ít bột quế để cho cái vị này đặc biệt hơn, vì mình rất là thích bột quế. Bạn thêm khoảng là một muỗng cà phê bột quế các bạn, là một nhúm muối. Và chất bảo quản ở đây là nước cốt chanh. Bạn Mita sử dụng 20ml nước cốt chanh cho cái món bảo quản này. Đó, thì việc đầu tiên các bạn sẽ làm như sau. Đây, cho hết những cái hạt mà các bạn mà xài. Này mình cần phải cân, hồi nãy mình chưa được cân. 278, mình lấy 50g đúng không? Ok, 50g. Mình còn 30g hạt chia. Ok, 30g hạt chia. Đó, cái phần này các bạn cho nó làm gì cho nó nát một chút xíu. Đó,
cái cách cho nó nát quá, ăn là không còn ngon, méo thôi. Mình thì thích như vậy. Đây là hạt yến mạch, các bạn nhớ là ngâm trước và rửa sạch đi nhé, trước khi xài. Nhanh lắm các bạn ạ. Làm cái này chút xíu xong, bạn cho dầu dừa vào. Bạn cho 50g mật ong. Các bạn lưu ý là nếu các bạn thích cái vị ngọt nhiều hơn thì các bạn có thể cho thêm nhiều hơn, nhưng mà với Mita 50g mà nó ngọt lắm rồi. Ok, cho luôn một miếng nước chanh vào ha. Cho nhấm muối. Ok, bước tiếp theo là chúng ta cần cacao. Bạn thêm luôn một quế vào. Kiểm tra coi là có dính chưa. Quá tuyệt vời rồi. Ok, xong rồi. Nhanh quá phải không cả nhà? Bạn nhìn nào. Quá tuyệt vời. Xong rồi, bước tiếp theo. Các bạn sẽ cho mình, Mita chưa cho cơm dừa nhỉ? Phải cho cơm dừa chứ. Thấy nó rất là thích cái món này mà. Đây, kiểu 50g cơm dừa đây mà. Cho miếng cơm dừa xuống dưới để một lát này thanh đẹp.
xong rồi. Lấy cái này ra. Trời, mình thích cái món này lắm cả nhà. Do cái đặc thù công việc của mình ấy là ăn uống nó khó đúng giờ lắm, cho nên là mình sẽ uống nước ép và ăn cái này rất là phù hợp trong cái việc mà thời gian nó hạn hẹp trong cái việc ăn uống. À, các bạn sẽ cho hết vào ở trong cái này đây, cho một cái khay. Nếu mà hồi nãy vì tao không có thêm nước đó các bạn, nếu mà các bạn bóp mà nó không dính nè. Các bạn có thể thêm nước. Ui nó ngon quá cả nhà. Nó chưa có thành sản phẩm cuối cùng mà nó đã rất là ngon như thế này. Thì thành sản phẩm cuối cùng là ngon cỡ nào. Các bạn lưu ý là hãy sử dụng theo thứ tự như mình đã hướng dẫn thì các bạn mới tạo ra được cái sản phẩm được, chứ các bạn làm ngược lại thì nó sẽ không ra đâu nhé. Đó. Còn ok. Rồi. Thì việc tiếp theo là các bạn sẽ nén cái này xuống cho nó thành một cái khung cho nó chặt vào. Ngon quá. À, mẹ. Ngon quá. Nói chung là tự nhiên mình trở thành một tiến sĩ mê ăn uống là sao nhỉ? Mỗi lần các bạn xem video, các bạn nhắn tin cho mình, ôi nhìn mà thì téo quá, nhất là cái giai đoạn mà thưởng thức món ăn ấy, không thể không cười được. Nhưng mà nó ngon thật mà, bây giờ mình làm sao? Là chặt xuống cái cả nhà nhé. Rồi. Bây giờ cả nhà có muốn bỏ thêm nguyên liệu gì lên trên không? Cơ bản là như thế này. Còn nếu mà cả nhà muốn thêm thì có thể thêm một ít hạt lên trên cho nó thú vị thôi. Còn nếu không thì thành đi. Bạn có thể làm hạt bí, hạt hướng dương, hạt gì cũng được. Ok. Đó. Cho vào bên cho nó lò ra coi. Các bạn nhìn thấy không? Rất là thú vị đúng không? Các bạn đem để cái hộp này vào trong ngăn đông ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Nếu các bạn lười lười buổi tối làm thì thôi để sáng mai lấy ra cũng được, để trong một ngăn đông nhá. Rồi mình để trong ngăn đông 1 tiếng đồng hồ. Và Mita sẽ lấy ra một cái thanh mà sáng Mita là làm sẵn chuẩn bị để đem ra cho các bạn xem ở trong một cái hộp nhỏ đây. Và đem ra thì các bạn phải là nó cứng cứng chắc chắc như thế này. Nếu các bạn mà cho mà nó ít nước quá thì nó rất là cứng, rất là cứng. Nếu bạn cho nhiều nước quá thì nó rất là mềm, nó không có dính được, nên cho vừa vừa ha, cân nhắc ha. Đã. Xong rồi các bạn sẽ cắt những cái thanh này ra. Ui, bạn chọn những
cái dao mà nó dài dài một tí, cái dao người ta nó hơi nhỏ nên cắt nó ra nó hơi dỗm dỗm đó. Và chúng ta sẽ thưởng thức cái món này. Trời ơi, ngon lắm cả nhà. Ăn thử nha. Ngon vô cùng luôn. Ngon vô cùng. Mình sẽ cắt như vậy xong rồi cho vào trong cái hộp thủy tinh. Để trong hộp thủy tinh này. Bạn muốn để bảo quản lâu thì để trong ngăn đông, muốn ăn dần dần thì để trong ngăn mát. Bạn hoàn toàn có thể để ở bên ngoài ở nhiệt độ thường như thế này khoảng 2-4 ngày, ok, không vấn đề gì cả. Nhớ ăn thử thêm hai nữa ha. Ngon quá, trời ngon quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mình hy vọng đây là một cái thanh dinh dưỡng, thanh năng lượng, thanh protein cơ bản nhất. Sau này mình rảnh thì mình sẽ phát triển thêm và mình sẽ đăng ở trên cái kênh Morning Mita để cho các bạn tham khảo nhiều công thức ở đó cho nó dễ tìm, dễ kiếm ha. Đây, còn cái này thì chỉ là gợi ý cho các bạn sống khỏe thôi. Đó. Mình chúc các bạn thành công. Nếu các bạn gặp phải những cái rủi ro nào trong quá trình thực hành thì các bạn cứ chia sẻ với mình. Công thức của mình làm thì nó hơi nhiều tại vì mình làm mình thường ăn mà, nên mình làm luôn một lần để đỡ mất công. Nếu các bạn có thể làm giảm xuống, làm ít lại để các bạn có thể thử nghiệm cho lần đầu có thành công hay không đã. Để ý là khi mỗi lần mà mình chia sẻ với các bạn một cái công thức nào đó hay một cái việc gì nào đó thì mình luôn luôn làm lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, mình thử nghiệm trên nhiều đối tượng khác nhau và có những cái là phải đem ra cho rất là nhiều người cùng sử dụng, nhiều người cùng làm, nhưng mà nơi mình công tác, những cái bệnh nhân ở những nơi bệnh viện mình công tác nữa, chứ nó không phải là mình làm cái là được liền. Cho nên nhiều lúc mà mình thấy các bạn xem video của mình mà các bạn làm ngay mà làm nhiều hơn là nhiều luôn, mình vô cùng ngạc nhiên luôn, là các bạn cảm thấy anh hùng mạnh mẽ hơn người ta rất là nhiều đấy. Ok, chúng ta sẽ dừng lại đây. Mình chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thích hãy chia sẻ với mình và hãy chia sẻ với mình những cái thành công của các bạn, những cái nỗ lực của các bạn trong cái vấn đề mà cải thiện sức khỏe cho các bạn một cái phiên bản tốt nhất mà các bạn từng có trong cuộc đời này. Bye bye.